Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây là mày, mày. Đây rồi. Đánh có người. Cứu nhau à? Cứu nhau à? Cứu nhau à? Ủa, cứu nhau hả? Cho hai đứa lên bảng điểm số luôn nhé, chứ là cứu nhau à? À, có hai đứa mày. Lên bảng điểm số nha bạn ơi. Lên bảng điểm số này. Lên bảng điểm số nha bạn. Mình sẽ lút đồ nhanh xíu anh em ạ. Phía dưới có hai đứa nha em. Ủa anh vừa đổ lộn xuống em. Ok. Xuống dưới xíu mọi người ơi. Ở đây thì mới có hầm sắt của một đứa thôi. Đây rồi. Mày chạy với anh à? Lên bảng điểm số luôn nhé. Ngon lành các bạn ơi. Quá là nhiều đồ luôn nha. Mình đổi qua Scar này à. Với lại thì có cả ông ngắm 4X nữa. Thì nó là một cái điều vô cùng là tuyệt vời các bạn ơi. 4X này tuyệt vời. Phía trên có người nữa hả? À, Phương Anh ơi, em có giảm thanh chưa? Anh lấy giảm thanh em vứt cho này. Anh ơi. Hơi, anh nghe này. Thiếu gì em vứt cho không? Thiếu gì anh á? Có ba lô ba với mũ ba này. Lấy không? Có ba lô ba, có mũ ba rồi. Có ra hả? Ok. Thế mình đi em. Let's go thôi mọi người ơi. Như vậy là hiện tại chỉ còn lại có bao nhiêu đây? Còn lại 22 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này các bạn ạ. Cố gắng chơi game khô máu rồi là lấy được một lượt thôi. Đây kẹo sẽ qua phía này coi. Ui. Không thấy gì đáng cả mọi người ạ. Khu này nó cũng tương đối là vắng này. Ui, thằng này nó cầm M60 định xấy em à? AN94 thì giật sao mà xấy được hả bạn ơi? Mình xuống dưới săn mạng nào em. Thiếu gì bảo anh nhá. Anh thấy là ở ngay cái phía 285 có người đấy em. Chờ em tí em đặt mìn đây. Ok ok. Anh lượm thêm bom keo này. Nòng súng 2 nữa như các bạn. Này này. Mình có đặt của mình ở đây. Đi em. Đi. Ở cái phía 285 có người em ạ. Anh nhớ là nãy có một cái ký hiệu trên bản đồ ấy. Chắc là nó chưa chạy xa đâu cơ. Thử coi anh em mình đã có đó là 5 quả bom keo nhá. À anh bom keo ở hướng 340. Sao em? À, chắc là có người đây em. Ok ok đây. Ai thấy người rồi? Ừ, có người thật đấy ạ, có người thật. Ai thấy người rồi? Ủa làm gì vậy, chạy hả? Chạy hả bạn ơi? Nó chạy mất tiêu rồi em ơi, ở ngay căn nhà phía 315 độ nhá. Sau nhà nha em. Anh thấy rồi. Đây mây bên này. Móc lốp hả? Lên bảng đến số nha, móc lốp cái gì hả? Ô đằng. Đâu em, đằng sau hả? Anh đây. Đâu vậy? Nói chỗ nào em, đằng sau á? Anh đây, đằng sau em ơi, đằng sau này. Lên bảng điểm số nha bạn. Ok anh hạ nó rồi. Quên máu cho full người đã anh em ạ. Chơi game cho nó tự tin. Đây rồi. Em lấy giảm thanh không, anh có giảm thanh này. Một đứa chuẩn bị qua nha em ơi. Lấy giảm thanh không em? Không không không. Anh qua anh sấy xe nó luôn này. Sấy xe dễ mà. Sấy xe dễ mà. Đậu xanh này. Đứng lại bạn ơi. Đứng lại bạn ơi. Ui. Nó chạy mất tích rồi nha em ạ. Chạy nhanh quá ta nên thôi vậy. Đập cái này ăn mặt nạ anh em ạ. Ui. Cái đậu xanh nó sấy này. Em ơi nó ở ngay cái phía 315 độ đấy. Cẩn thận nha. Rồi. Đằng sau kia. Sau chỗ nào em ơi? Đằng sau cái tảng đá. Hướng em nào. Sau tảng đá. Anh thấy rồi, anh thấy rồi. Anh thấy rồi nhá, anh thấy rồi nhá. Ok. Vỡ đầu rồi em ạ. Nó bị hạ okay, rồi đi. Ừ, ok ok, chờ anh xíu anh quần máu đã. Đang nghèo quá mà, từ từ. Chắc là anh sẽ qua mấy cái hòm sắt này coi anh xem anh lượng máu đã. Sao anh qua với em ngay. Nhiều máu. Đi. Ừ. Nhiều máu rồi, ok đây. Rồi ok. Anh có tàn thứ máu rồi. Đây bây giờ anh qua với em. Cái giáp này hơi nát xíu, tí nữa thì mình đổi qua cái giáp mới anh em ạ. Hello nha em. Các bạn đang xem live nhớ cho mình một lượt chia sẻ nhá. Thì kêu mọi người.
Đây rồi, cái thằng nãy nó định sơi mình đây. Làm gì mà căng hả bạn? Có giáp 2 này anh ơi. À đây, anh vừa lượm cái giáp 2 của nó rồi em ạ. Giáp 2 mới hả cũng được, để coi. Anh có nhiều bom keo chưa? Ồ, anh có 6 bom keo rồi, cũng ổn em ạ. Không nhiều lắm nhưng mà cũng ok các bạn ơi. Bây giờ chắc là mình sẽ cần lượm thêm một băng đạn súng trường nữa. Đạn súng tiểu liên 184 viên là ổn rồi. Đây con nào mọi người ơi. Không là người đâu cả rồi cơ. Bây giờ là chỉ còn lại có bao nhiêu đây. Em lấy giảm thanh không em ơi? Phanh. Không lấy hả? Ok. Được thôi thì anh hay chơi giảm thanh thôi đây. Anh phá giúp em nhé. Lấy chảo đập mà cái hòm này lấy đồ anh em ạ. Để em có mặt nạ đây. Ở phía trên này còn một hòm nữa này. Để anh xem anh đập giúp em luôn nhé. Nãy nó đập cái bọn kia nó chạy qua bọn anh. Bọn anh cảm giác xanh mộ luôn. Anh có mấy thứ máu rồi? Anh á, anh còn thật thứ máu rồi. Đi em. Ở dưới này nữa em ơi. Phanh này. Đây bữa nay là game nó update khá là nhiều cái hộp này anh em ạ. Anh em đập mấy cái hộp để lấy mặt nạ nhá. Nay thì kẹo like đến 12:30 thì kẹo sẽ offline nha mọi người ơi. Offline hay muộn đấy. Hai mặt nạ đây em. Ok, đi. Lên trên nào anh em ơi. 6 thằng nữa bây giờ tìm đâu ra nhỉ anh em. Anh đi xe không anh? Đi xe hả? Cũng được em. Thế mình đi xe. Đi xe kiếm người cho dễ đấy. Hình như là thằng nào bán xe mình phải không em? Không phải, xe mình còn mới. Chắc là anh nghe nhầm đấy. Đi. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ qua thử cái khu vực cánh đồng trước nha anh em. Ok ok, qua cánh đồng thôi. Ủa ơi, còn lại có 5 mạ thôi à? Ok thôi. Xem cố gắng hạ gục nốt 5 đứa nữa là chúng ta đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha em ạ. Anh cầm cờ la mà đấm tay hả? Anh không thích đấm tay em ơi. Đấm tay mới công vứt chảo ra làm gì? Chảo thì mình thật là anh để sau lưng đỡ đạn. Còn đấm tay xong tí lệ nhặt lại thì nó mất thời gian anh em ạ. Đây là kẹo sẽ không có thích nhá. Chứ đấm tay thì đam đã mạnh rồi. Thì mình không nói rồi anh em ơi. Để coi nào. Uầy. Chạy hơi ngu tí này. Ok, rẽ qua hàng rào nhá. 5 mạng nữa thôi hả, để coi. Uầy. Mình xem nào anh em ơi. Ok ok. Chúng ta sẽ rẽ ra ngoài nhá. Người đâu thì bây giờ là mình còn chưa có thể nữa cơ. Ở đường giáp này. Em có ra mấy rồi? Cái này không có mìn em ạ. Không có mìn. Thì em cứ nâng giáp lên đi. Em mới có giáp 2 thì à. Đi em xong chưa đây? Chờ anh đi. Hôm nay là kẹo thử lòng fan like muộn xem là các fan có trầm trồ hay không thôi. Hello Clay. Ai, hiện tại thì mình mới chỉ có đó là 10 mắt xem thôi nha em ạ. Ok. Đơn giản có lẽ được của em ơi, để anh trang bị đồng súng thôi. Đã đến lúc cần trang bị đồng súng rồi nha em ạ. Còn lại hạt cuối thì chúng ta cũng sẽ không cần dùng giảm thanh để làm cái gì cơ. Ai mày từ từ xuống dưới nhá. Anh xem là tính này có gì không. Phóng liệu em ạ. Em chơi phóng liệu không phải anh ơi. Em á. Ừ, chứ không anh thấy em chơi phóng liệu mà. À, thế không chơi hả? Ừ. Không chơi vậy thôi, đây đây. Còn lại có hai hạt cuối thôi nên là cũng đơn giản thôi mọi người ạ. Để em. Anh đang cầm MP40 rồi nên là anh không sẽ phóng lựu làm gì cả. Đi em. Từ từ ra kia. Đây đây. Anh đợi mà.
Anh chạy đâu anh chỉ bảo thế thôi. Kẹo lại xạo lờ rồi á. Kẹo chẳng biết xạo lờ là gì anh em ạ. Thật sự. Bây giờ xem săn mạng à, cố gắng hạ gục nốt hai đứa còn lại là ăn ngay tập 1 đơn giản thôi. Anh ra cái thính đi anh. Ok anh ra thính. Có thể là chúng đang ở ngay thính em ạ. Bình thường toàn vậy à. Ồ, không có người các bạn ơi. Thính này ăn có được một cái giáp ba mới này. Đi em. Lên xe chở này. Ok. Để coi xem là hai thằng cuối đang ở đâu các bạn ạ. Bình thường đạn phóng lựu hiếm nhỉ. Đạn phóng lựu bình thường là nó chỉ có trong thính thôi em ạ. Chứ còn là bình thường mà em nhặt ở ngoài ấy, thì tìm nó hiếm lắm. Thì thoảng mới có thôi. Người đâu cả rồi không có thấy các bạn ơi. Và bo tiếp theo sẽ lại thu tại cái khu cánh đầu nhá. Thôi kệ vậy. Từ từ mới đi săn mạng thôi nha em ơi. Chứ cần gì phải vội nhỉ. Chả biết là người đâu cả rồi cơ anh em. Dưới này thì trốn kẹo rồi. Chưa thấy ai này, cho nó trốn mất tiêu rồi anh em ạ. Ok. Hẳn là trốn cả. Bây giờ thì mình lục tung cái chỗ này đây? Luôn anh em ạ. Từ từ anh coi. Có thể là chỗ nó ở trên ấy. Bây giờ mình xuống thì nó không hay lắm, bị chúng nó sấy cho nên là thôi. Từ từ anh chạy xem bọn nó nhỏ hơn đã. Chạy lên trên thử đi. Ok. Khu vực này không thấy các bạn ơi. Một cái đứa chuyên đi núp này. À. Chạy lên cái mà hồi có khi là đang ở nhà gà đấy anh em, tôi nghĩ vậy. Đây mình vừa chạy vừa liếc xung quanh này đâu thấy ai đâu. Bo thì càng ngày càng nhỏ rồi. Em nghĩ là nó ở nhà gà. Từ từ, đây để anh câu thử quả liệu lên coi biết liền. Không phải đâu em ạ. Nó không có trong nhà gà đâu. Đi em. Nó ở trên đấy em ạ, anh nghĩ là vậy. Từ để anh coi. Kìa kìa. Ừ, anh em ơi, này này, đang chạy này, đang chạy này. Chạy bo hả? Chạy bo với anh nhà. Ok, xong. À, còn một thằng nữa nha em. Anh hạ nó rồi. Thằng còn lại là team khác em ơi. Ở trên đấy luôn anh à, trên đồ này, anh thấy rồi. Anh thấy rồi nhé thằng này. Mày chạy đi em ơi. Ui, mày chạy đi em ơi. Mày chạy với anh à? Mày chạy với anh hả? Đến coi nó sống được bao nhiêu lâu. Bo thu xuống dưới mà, thằng này. Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Chạy đâu hả bạn ơi? Nào để coi. Nó đang ok phía 75 độ đi em. Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Em ơi, ngồi cẩn thận nha em. Chạy hả? Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Ui dồi ôi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Đứa đạn cơ. Làm gì mà căng? Làm gì mà căng này? Ok. Xong rồi em. Đây, anh chạy qua cho em ăn mừng này. Em ơi, chơi xíu. Đây em mừng. Tên tên. Đứng im rồi. Ok. Như vậy là mình đã có được top 1 với 7 kill ở trong cái ván đấu này rồi nha em ạ. Ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.